Carrick đau lòng khi mất gà chiến trước Bigardi tại vòng bứt phá Rap Việt 2024. Tập 10 Rap Việt 2024 mở màn vòng bứt phá bằng hai bảng đấu A và B, mang đến những màn trình diễn bùng nổ từ đại diện của bốn đội. Đây là vòng thi quyết định, nơi các gà chiến phải dốc toàn lực để giành tấm vé đi tiếp. Bảy Die Guy, chiến binh của Bigardi bứt phá ấn tượng. Là đại diện của team Bigardi trong bảng A, bảy Die Guy bước vào vòng bứt phá với chủ đề câu nói trending khó chịu vô cùng. Bản rap không sao cả của anh gây ấn tượng mạnh nhờ phần beat biến hóa đa dạng từ producer Dung, khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Phong cách biểu diễn tự tin cùng đoạn drop beat ở cuối bài giúp bảy Die Guy tạo nên điểm nhấn ấn tượng, thậm chí hứa hẹn trở thành một xu hướng viral trên TikTok. Carrick nhận xét: sự bứt phá lớn nhất của bảy Die Guy chính là sự tự tin. Em đã thực sự lột xác và bùng nổ. Mà Sơn Nguyễn, lá bài chủ lực của Carrick gây tiếc nuối. Đại diện của team Carrick, Ma Sơn Nguyễn, mang đến bản rap Let Em Now, lấy cảm hứng từ tinh thần cổ vũ và vượt qua thử thách. Với flow sáng tạo và thông điệp tích cực, tiết mục của anh đã chinh phục ban giám khảo. Thái VG, giám khảo của chương trình, đánh giá cao phần thi. Tôi thích cách Ma Sơn Nguyễn chọn chủ đề cần nhiều năng lượng và cách cậu ấy truyền tải thông điệp. Đây là một màn trình diễn ấn tượng. Tuy nhiên, trong vòng 8-3 đối đầu với 7 Die Guy để tìm ra người chiến thắng, Ma Sơn Nguyễn đã thiếu một chút may mắn khi để đối thủ vượt qua. Carrick không giấu được nỗi tiếc nuối khi mất đi y gà chiến y đầy triển vọng trước Bigardi. Ngắn, chạm đến cảm xúc với câu chuyện gia đình. Là đại diện của team V-Ray, Ngắn mang đến phần thi con trai của ta, dựa trên câu nói trending, đúng là con trai của ta. Là một người bố của cậu con trai 4 tuổi. Ngắn khai thác câu chuyện gia đình với chiều sâu cảm xúc, chia sẻ: bứt phá với tôi là dám đối diện với con mình, nói ra những điều mình cần nói và vượt qua nỗi sợ bên trong. Phần thi của anh có sự hỗ trợ đặc biệt từ Huyền Thoại Làng Rốc, Hải Bột, tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ. Qua lối rap gần gũi và lời tâm sự chân thành, Ngắn chạm đến trái tim khán giả và nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt. Willy Tít phá cách với lyrical rap, đến từ đội Su Boy. Willy Tít chinh phục khán giả qua bản rap Anh Nhắc Em, kết hợp cùng nữ rapper Mayonnaire. Sự sáng tạo trong lyric và flow giúp Willy Tít nổi bật giữa các đối thủ. Carrick dành lời khen cho Willy Tít: trước đây, tôi chưa biết đến bạn và tôi nghĩ đó là một thiếu sót. Phong cách sáng tạo của bạn rất cuốn hút và tài năng của bạn là điều khiến tôi ấn tượng. Bảy Die Guy chiến thắng thuyết phục, Bigardi ghi dấu ấn. Kết quả chung cuộc, bảy Die Guy giành chiến thắng tại bảng A sau khi vượt qua Ma Sơn Nguyễn ở vòng 8-3 với chủ đề Nếu một ngày được làm huấn luyện viên hoặc giám khảo. Phần trình diễn tự tin và cách xử lý linh hoạt đã giúp đại diện của team Bigardi tiến vào vòng tiếp theo. Bảng B tiếp nối kịch tính với chủ đề mới mẻ. Khác với bảng A, bảng B sử dụng chủ đề ca dao tục ngữ. Hai thí sinh đầu tiên, Konji, team Su Boy, và Ram, team V-Ray, mang đến màu sắc đa dạng. Konji gây ấn tượng với bản rap Lớp Cắn Yêu, khai thác ý tưởng từ câu nói yêu nhau lắm cắn nhau đau. Với thế mạnh melodic rap, Konji thể hiện phong cách ngọt ngào nhưng vẫn đầy cuốn hút. Trong khi đó, Ram chọn phong cách tươi sáng với bản rap Cầu Được Ước Thấy. Nhận được sự khen ngợi từ các giám khảo nhờ khả năng cân bằng giữa ý tưởng sáng tạo và năng lượng tích cực. Sự kiện All Star Concert 2024. Trong tập phát sóng này, chương trình cũng chính thức công bố sự kiện Rap Việt All Star Concert 2024, dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị SSCC, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là nơi hội tụ các ngôi sao của mùa giải, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đỉnh cao. Tập tiếp theo sẽ tiếp tục hé lộ những cái tên tiếp theo giành quyền đi tiếp, đưa vòng bứt phá đến hội gây cấn.